Thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham chiếu trên phần kinh Hoa Nghiêm. Lúc này Văn Thù Sư Lợi Trí Thủ, Văn Thù Trí Thủ hỏi Văn Thù Sư Lợi: Việc phàm phu nằm trong sự căng thân sai biệt và sự thân tướng sai biệt. Như vậy ở các phương đều khác nhau như vậy. Ở các phương đều khác nhau như vậy thì làm thế nào để biết được khi sắc tướng hành hệ và vô lượng đến vô ý, đến vô giác, đến giác. Như vậy thì lúc này Bồ Tát Trí Thủ mới hỏi Văn Thù Sư Lợi, mới hỏi như thế nào, tại sao như vậy được như vậy. Thì chúng ta phải hiểu được sự căn nguyên, căn sai biệt. Đây là sự khác biệt của các thân căn. Các thân căn đều sự thấy được ở đây chính là thân tướng. Một khi thân tướng đã sai biệt thì có sự khác biệt. Vì sao có sự khác biệt như vậy? Thân ở tên thân luôn nào và chúng ta hiểu được là sự tứ đại là bốn đại. Như vậy thì tứ đại lớn lắm mà làm cho thương tướng sáng khác biệt. Nghiệp lực dẫn dắt làm cho tướng thân của mỗi người, mỗi chúng sanh đều khác nhau. Như vậy thì sự khác nhau ở đây là hình tướng và thân tướng. Căn cũng chính là sự khác biệt. Vì là sự khác biệt của căn nên sẽ có nghiệp lực dẫn dắt khác nhau. Vì nghiệp lực dẫn dắt khác nhau nên có sự sai biệt lớn. Đây là quá trình mà chúng ta hiểu được. Và cũng tượng trưng cho phước đức nhân duyên. Một khi phước đức nhân duyên có sự sai biệt thì tâm tướng căn đều khác nhau. Trong tất cả các phương đều có sự rõ ràng trong cái thân tướng, và các phương đều có sự sai biệt luôn. Tại sao có sự sai biệt? Vì chúng ta không thờ là trùng phương. Phải có sự sai biệt đỡ tạo nên các phương. Vì trùng phương là không thể trùng phương. Vì khi chúng ta nói đổi điểm trùng phương thì chỉ là một điểm. Một điểm thì không thể tạo nên hư vọng. Vì vậy mà chúng ta hư vô. Vậy chúng ta nên hiểu được chỗ này. Sắc tướng từ đó mà khi chúng ta đã thấy được sắc tướng, tướng hình của phàm phu bộc lộ qua quá trình thân tướng sắc đều có sự khác biệt. Vì thân tướng sắc khác biệt làm cho sự thọ thân đều khác nhau. Vì thân tướng sắc đều khác. Để nói sắc tướng thì là thân trở nên khác do chủng đại của tứ đại lớn tập hợp lại làm nên thân tướng khác. Thân tướng khác tạo nên hòa hạnh khác, và từ đó làm cho giác ngộ khác, giác khác. Từ đó mà chúng ta trở thành vô ý thì chúng ta thấy sự vô ý là quá trình mà dẫn đến cơ quá trình giác làm cho sự khác biệt, sắc khác biệt mà các vị đồng tu đã biết được. Vì sự khác biệt mà chúng ta không thể làm hơn được, từ đó mà chúng ta chỉ có thể chuyển đổi công năng hay chuyển đổi công dụng mà tạo ra các công phu. Như vậy chuyển đổi công năng là từ thân tướng sai biệt chuyển sang hình tướng khác biệt. Tôi lấy ví dụ gì? Thường xuyên
giảm bớt sự tham sân si. Thì quý vị có thân tướng sẽ đẹp, khuôn mặt trở nên hồng hào, quyến rũ, quý phái, đẹp. Nữ thì nam thì nam thanh, nữ tú, là điều chúng ta thấy. Đây là thân tướng khác biệt khi chúng ta thấy được sự trong ngộ, chúng ta thấy sự có liễu ngộ, tri ngộ và giác ngộ. Thì chúng ta thấy sự liễu tri ngộ đều nói về sự thân tướng và khác biệt khi gắn kết với nhau. Đó là quá trình mà chúng ta nên biết chỗ này và nên hiểu chỗ này. Đó là cũng là quá trình mà quý vị đồng tu suy ngẫm.